Rồi, ok. Thế giới không ngừng đổi mới và phát triển. Con người đang ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất đời sống. Những doanh nghiệp có tầm nhìn, khát vọng vươn xa và khả năng tài chính mạnh mẽ chắc chắn sẽ phát triển vững mạnh và thành công. Và đó là chúng tôi, Masan Resources. Masan Resources, đúng không anh? Resources, ok. Và đó là chúng tôi, Masan Resources. Từ năm 2010, Masan Resources đã tập trung đáp ứng những nhu cầu cao nhất về các sản phẩm hóa chất công nghiệp chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới thông qua những tổ hợp chế biến được đầu tư rồi. Thông qua những tổ hợp chế biến được đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, Masan Resources trở thành một doanh nghiệp Việt Nam có tầm ảnh hưởng chiến lược trên thị trường Wolfram thế giới. Cùng với những bứt phá kinh doanh và kỹ thuật, Masan Resources chú trọng trong cuộc chú trọng trong công cuộc phát triển bền vững, và con người chính là một yếu tố tiên quyết trong công cuộc này. Masan Resources tự hào có đội ngũ lãnh đạo dẫn dắt từ Australia, Việt Nam và nhiều quốc gia cùng sát cánh. Masan Resources luôn tích cực đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương nơi các nhà máy đang hoạt động, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương, đảm bảo phúc lợi, an sinh tốt nhất và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng, luôn song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2020, Masan Resources đang mở ra một tầm nhìn mới, chính thức đổi tên thành Masan High-Tech Material. Material, đúng không anh? Material, ok, materials. Chính thức đổi tên thành Masan High-Tech Materials, vươn ra toàn cầu Go Global để hiện thực hóa giấc mơ lớn, đưa nguồn tài nguyên chiến lược Việt Nam trở thành vật liệu công nghệ cao toàn cầu, nâng ngành khai khoáng Việt Nam lên một tầm cao mới. Tháng 6 năm 2020, Masan High-Tech Materials đã hoàn tất việc mua lại nền tảng kinh doanh Wolfram của SC Stark, nhà chế tạo hàng đầu của các sản phẩm Wolfram công nghệ cao như bột kim loại Wolfram, Wolfram cắt bùa và hóa chất Wolfram. Masan High-Tech Materials sẽ sở hữu các tổ hợp sản xuất hiện đại tại các thị trường trọng yếu như châu Mỹ, châu Âu và châu Á, các cơ sở sản xuất tại Đức, Canada. Ừ. Các cơ sở sản xuất tại Đức, Canada và Trung Quốc. Goslar, Đức. Nhà máy Goslar chính là trung tâm nghiên cứu và những kỹ thuật cải tiến cho cả tập đoàn HSC Stark. Okay. Nhà máy Goslar chính là trung tâm nghiên cứu và những kỹ thuật cải tiến cho cả tập đoàn SC Stark. Sản lượng hàng năm 5.000 tấn bột kim loại Wolfram và Wolfram cắt bùa, 1.500 tấn hóa chất Wolfram, chiếm hơn 42% tổng doanh thu mảng kinh doanh bột Wolfram của SC Stark. SC, ok. Câu cuối cho anh em. Trang ơi, kéo kịch bản lên. SC đã. Chiếm hơn 42% tổng doanh thu mảng kinh doanh bột Wolfram của SC Stark. Sarnia, Canada. Sarnia là một thị trấn nhỏ ở Nam Ontario, Ontario đúng không anh? Ontario. Sarnia là một thị trấn nhỏ ở Nam Ontario, Canada, sát biên giới Hoa Kỳ. Thành phố có dân số 72.000 người và được xem là thung lũng hóa học của Canada. Thung lũng hóa học có trụ sở của hơn 60 nhà máy hóa chất và nhà máy lọc dầu trải dài 24 km. Vì thế, cơ sở hạ tầng sẵn có ở đây là độc nhất vô nhị,
tạo điều kiện để dễ dàng khai thác khí hydro và nitơ cùng với lượng lao động lực lượng em cùng với lực lượng lao động được đào tạo tay nghề cao là thành tựu của giáo dục chuyên ngành trong khu vực mà trong đó là thành tựu của giáo dục chuyên ngành trong khu vực mà trong đó kỹ thuật hóa học và sản xuất luôn được chú trọng. Có lẽ điều đặc biệt nhất về Sarnia chính là trụ sở của SC Stark tại Canada. Sản lượng hàng năm của SC Stark Sarnia khoảng 3.200 tấn bộ kim loại Wolfram và Wolfram Carbon, chiếm hơn 35% tổng doanh thu mảng kinh doanh bột Wolfram của SC Stark Quảng Châu, Trung Quốc. Tập đoàn SC Stark hợp tác chiến lược với Jiangxi. Tập đoàn SC Stark hợp tác chiến lược với Jiangxi Rare Metal Wolfram Holding Group với quy cách xử lý bột kim loại tiên tiến, đồng bộ trong việc giải quyết các vấn đề vật liệu để thúc đẩy phát triển bền vững. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2011, hai bên đã ký thỏa thuận liên doanh tại Hồng Kông. Vào tháng 5 năm 2014, nhà máy chính thức đi vào sản xuất. Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, công suất hàng năm của bột Wolfram và bột Carbon Wolfram sẽ lần lượt đạt 6.000 tấn và 4.000 tấn. Trong khi đó, hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm sẽ đạt được vị trí hàng đầu trên thị trường. 4.000 tấn. Trong khi đó, hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm sẽ đạt được vị trí hàng đầu trên thế giới. Sản lượng của SC Stark Quảng Châu vào khoảng 3.600 tấn bột kim loại Wolfram và Wolfram Carbon, chiếm 23% tổng doanh thu mảng kinh doanh bột Wolfram. Chiếm 23% tổng doanh thu mảng kinh doanh bột Wolfram của SC Stark. Đây là những nhà máy hiện đại nhất của tập đoàn công nghiệp hơn 100 năm tuổi SC Stark, nơi trang bị những kỹ thuật và công nghệ tái chế hàng đầu thế giới. Giao dịch này là bước đi chiến lược trong tầm nhìn của Marshall Hi-Tech Material. Là trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp hàng đầu thế giới. Nâng chuỗi sản phẩm của Marshall Hi-Tech Material lên hơn 700 dòng. Với hơn 105 bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm Wolfram hàng đầu từ SC Stark, Marshall Hi-Tech Materials chính thức trở thành nhà chế tạo hàng đầu của các sản phẩm Wolfram Midstream cho các ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo máy và công cụ, khai khoáng, ô tô, năng lượng, hàng không và công nghiệp hóa chất. Đồng thời mở rộng quy mô thị trường tăng lên 3,5 lần từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Đó là một bước tiến lớn trong việc khẳng định vị thế khác biệt để phục vụ các thị trường tại các nước phát triển và vươn đến những thị trường tiềm năng khác trên toàn cầu. Kỷ nguyên của Marshall Hi-Tech Materials đang thực sự được bắt đầu. Lý tưởng hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm giá trị khoáng sản Việt đã luôn thôi thúc chúng ta vượt qua mọi thử thách, không ngừng tiến bước và nắm bắt những cơ hội bất tận ở phía trước. Lý tưởng, niềm tin, kiên định với sứ mệnh và tầm nhìn đã luôn thôi thúc chúng ta keep going và tiến xa hơn, go global. Tin rằng thành công ấy là của chúng ta, Marshall Hi-Tech Material sẽ lập nên kỳ tích cho chính mình và từng bước trở thành niềm tự hào của Việt Nam. Marshall Hi-Tech Material, go global.